Xin chào toàn thể quý khách hàng và nhà đầu tư nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang đứng ở trục chính con đường D3, và đây là trục đường thông suốt dự án chạy từ trường cấp 1, cấp 2 Minh Thành, chạy ra siêu thị và kết nối với tuyến đường D1, chạy thẳng ra khu dân cư Hiếu Cảm. Và như quý vị đã thấy, cơ sở hạ tầng của BKMX đang dần hoàn thiện. Hiện tại vỉa hè và cống thoát nước đã được làm xong và đang lu chống lún để chuẩn bị cho vào cho súng nhựa trong thời gian tới. Và hiện tại tại vị trí này, Trọng Thơ còn duy nhất một lô cách karaoke Chiều Xuân chỉ có 200m, cách chợ Minh Thành chỉ có 80m. Và đây cũng là một dự án lớn nhất từ trước đến giờ của tập đoàn BKMX đang xây dựng tại BKMX Trân Thành, Bình Phước, với tổng diện tích 4.600 ha, được BKMX quy hoạch thông minh, 50% là công nghiệp và 50% là nhà ở đô thị kết hợp thương mại. Và đây cũng là cái quỹ đất mà quy hoạch trường cấp 3 và bệnh viện BKMX tại đây. Và trước mặt chúng ta là tuyến đường Minh Thành An Long. Vâng, 3 trường học nằm đây và quỹ đất trường cấp 3 và bệnh viện nằm đây ạ. Từ đây chúng ta di chuyển vào Ủy ban Nhân dân phường Minh Thành, và chợ Minh Thành chỉ có 150m. Vâng, đây là tuyến đường Minh Thành An Long, chạy thẳng chúng ta sẽ về An Long, Phú Giáo, Bình Dương. Và khu vực này đang được xây dựng chợ Minh Thành mở rộng và sẽ cho vào hoạt động vào cuối tháng 8 này. Xung quanh dân cư đã sống đông đúc, karaoke, nhà nghỉ và các dịch vụ thương mại như tổ hợp nhà hàng khách sạn cũng đã được xây dựng lên. Thì hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu cho mình những vị trí sinh lợi nhuận nhanh nhất, đắc địa nhất, tiện ích đầy đủ nhất. Trọng Thơ chúc quý hàng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.